biết chiều chưa giữa tuần thì hôm nay thứ năm mà biển cũng đông đó bà con. Mặc dù chiều hôm nay thành phố có một trận mưa giông rất là lớn, nhưng về biển Thuận An thì tây yên biển lặng, gió nhẹ thôi, không lớn lắm. Thì bà con mới đi tắm, lúc này cũng ngoài 5 giờ chiều rồi. Biển Thuận An xin chào tất cả bà con. Ha, mày gần hàng rồi, mày ở đi bằng bạn. Cũng như những ngày thường ít người thì người ta cho hàng rong đi bán, còn bình thường những ngày cuối tuần đông khách thì đông người đến biển thì hình như là không cho bán hàng rong trên biển đâu, phức tạp á. Chiều nay em cũng lang thang đưa hai cô nhóc về tắm. Nghe nói chó gần với bạn à? Với bạn chi đó? Cánh chi? Cánh chặt à? À. Từ mới bằng cánh năm phổ. Cánh chi? Cánh một dao ngón lại á. À, cánh một dao. Ừ. À, từ mới năm phổ. Ừ. Bằng cánh ra, có chi nữa không? À, nó nghe thương chó với bạn. Ít khách rồi, con thứ ba chủ nhật vẫn chó bạn à? À. Rất là ít khách đó, đông người là không cho bạn vì sợ lộn xộn á, vì hàng rong quá nhiều mà. Và với bọn bạn bọn thế à, không ở bên lòng đâu à, người vi đang bồn dưới bọc cho cài ăn thử. Mình lọc Thuận An mua món mua đi đấy. Mình lọc mình làm hả? Có. Hả? Mình làm đấy. Mình làm rồi. Đó rồi. Đi đi. Chị em thảo rồi. Bạn mới không bỏ được phẩm ra ăn. Không. Ừ, bạn lạc hả? Phải chấm được mắm rồi thấy được. Bạn đi ăn là phải chấm. Đúng không? Ừ. Ăn hàng nhiều chuyện. Là 10 cả 20 được không? Còn bi 10 cả đó hả? Tay đấy mà chàng mời bà con dạ thôi mình lọc bốc tay à. Trả 2000 không mình làm bạn luôn là mình lại like làm chứ làm thì có lời chứ ra mà có lời hả làm trả đi có lời chắc lên nhiều lắm trả lên ngàn rưỡi hả. À rồi hả? Ừ. Họ đi gia đình đâu hai đường đi tắm vậy? Đi ăn hàng đó. Ừ. À, ai còn? Ai chà? Bánh lọc nhân tôm vậy là thịt mỡ á? Ừ. À, được không? Thôi bò được con đam mê cho mày đang. Ừ, mua cả 20 ngàn. Trong đây là có chi trà, bánh canh, trà nên cái máy nữa. Cặp mưa nha. Hay là cho bốc cho cái lên. Ăn hàng nhiều chuyện. Ai chà lon đó hả? Chà lon chà này chà heo, thịt heo. Cái tính là người đó giàu, con lon nó cũng 5000 cả đấy.
Cảnh buộc chi? Buộc rào, trà trứng ly đó. Trà với trứng đó hả? Trà cả trên cái bò ai ăn. À, ăn trà lòn đó hả? Gần đây mấy chục năm rồi đấy biết. Gần bằng lâu chứ? Trong khi mua cò khách với biển là bạn rồi hả? Cái trà ngon đó chứ? Ngon. Trà ngon. Trong giòn dai dai ngọt. Tắt tiền cho gì? Ăn hàng gì sớm? E rồi hả? Dính cạc hả con? Đúng. 25 là một cái gành hàng trên bãi biển. Chắc là mấy cái gành hàng vẫn... Chưa gành đi à, đi giao à? Dạ, rồi, cảm ơn gì. Chúc gì mua may bằng đắt. Cho thiệt nó rồi chứ nữa. Hàng nhiều chuyện bãi biển này. Ngày mưa lụt nó đồ này nó sập xuống đây. Còn mùa này thì người ta làm cạc lại thôi. Để bê tông mới đồ lại cho người ta đi tắm. Đó, ngày thường người ta đi tắm đông lắm đó ba con. Đi tắm nhiều đó. Vì trời nắng á. Trời nắng nóng. Ba năm ba bảy độ C. Chiều về thì đi giải mát. Tắm biển thôi. Chính những ngày này mà tắm thoải mái thì vào những ngày cuối tuần cũng như những ngày dịp lễ là đông lắm. Tắm những ngày này là gọi là biển sạch. Đó, đúng trò chứ. Và một cơn sóng lên là xong đó. Rồi xong. Tung tăng. Hàng dài luôn, ra phía ngoài kia. Dọc này là phải đi sẽ đi ra phía cửa biển đó. Xa xa là khu vực đầu kia là bà con làm cả cho nên là thuyền đò đầu nó nhiều hơn đâu đi. Đây là dành cho bãi biển này. Du lịch khám phá. Còn đầu kia là dân cư ở đông lâm cả lâm đồ. Đó chụp hình chụp ảnh. Đủ các kiểu vui chơi trên biển. Như em đây đi lội trên cát này. Chốc lạc nữa cũng dài xuống tắm một chút. Đó, biển chiều em mà kìa chứ. Chạy
nha, đủ các kiểu nha, vui lắm bà con. Lâu lâu xuống biển cùng tung tăng tung tác đó, rộng rãi thoải mái, biển không phải đông đúc. Xuyên suốt vô trong kia luôn, vô trong kia là biển Phú Phú Thuận đó, Thuận An đến Phú Thuận. Bây giờ đường đi bộ ven biển đâu cũng đẹp lắm. Đấy. Biển chiều nay nha bà con. Rồi xong. Bên trên thì những cái nhà hàng đông đông người ghê luôn á. Người ta mùa này về không tắm rửa nhưng mà về biển ăn uống. Giá trị. Đi cùng gia đình. Du lịch cùng cơ quan mà đủ cả kiểu. Chiều
Rồi, kết thúc một vòng tham quan biển chiều nay. Giây phút tắm biển hoàng hôn. Chiều nay thành phố mưa lớn lắm mà bên dưới này không mưa. Ngày nay ngày cũng là tuyệt trời đẹp tại bãi biển. Bà con có cơ hội làm ăn, có khách đó, tại bãi đậu xe này. Như ý, Long Linh, Sao Biển, đủ nhà hàng luôn.